chào đón quý vị đến với chuỗi gồm 50 bài tập yoga nâng cao giúp giữ dáng, giảm cân, loại bỏ mỡ thừa vùng bụng, hông, đùi. Tĩnh lặng, nhẹ nhàng, bình an, hạnh phúc với cơ thể này, tại đây, ngay lúc này trên chiếc thảm tập. Hít vào một hơi thật sâu, đưa nguồn năng lượng mới tích cực bình yên vào đầy phổi, và thở ra nhẹ nhàng bụng hó. Hít vào, thở ra. 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 Và giữ là đây, mình đang làm nóng cơ lưng vai cổ của mình trước mỗi buổi tập. Rồi giữ là đây, kéo nhẹ cơ cổ, nghiêng cơ thể sang phải sang trái. Hít thở sâu chậm. Hít vào chậm, thở ra thật là chậm. Cái vai mở, kéo nhẹ cơ cổ, đẩy cơ ngực tới phía trước, hóp cái cơ bụng lại. 5 4 3 2 1 Thở hết hơi ra, trường dài tới phía trước, giữ lại đây. Giữ cái mông lại, cái vai thả lỏng ra. Hạ cái trán chạm xuống thảm và thở hết hơi ra. 5 4 3 2 1 Và chậm rãi lên lại. Lúc này hít vào, hai cái tay mình mở căng ra phía sau, xoắn nhẹ cái vai ra phía sau nè. Xoắn hai cái tay mình kéo ra phía sau. Và thở ra, hai cái cụ chỏ tay chạm lại, rút hóp bụng, rút nhẹ cơ thể xuống nè. Hít vào lên, xoắn hai cái tay của mình nè. Mở ra phía sau, làm nóng cơ khớp vai và cánh tay. Thở ra, hóp bụng.
Hít vào, xoắn hai cái tay, kéo ra phía sau, lưng thẳng. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào và giữ lại đây. Xoắn hai cái tay mình ra phía sau, giữ lại đây, nằm. Lưng thẳng, nhúc nhích cơ thể, xoắn chặt nè, cái tay mình xoắn chặt ra phía sau nè. 4, nó căng hết cái bắp tay của mình á. 3 2 1. Thở ra, hạ nè. Rút nhẹ cơ thể mình xuống, giữ lại đây, 5 4 3 2 1. Và lên lại nè. Mở nè, mở hai cùi chỏ ra sau, đẩy cơ ngực lên, rút cái cơ bụng lại. Thở ra, rút nhẹ. Hít vào, mở đẩy cơ ngực lên, rút bụng. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào, đẩy cơ ngực lên. Thở ra, hót bụng. Hít vào. Thở ra. Hít vào, giữ lại đây, đẩy ngực lên, không có kéo cổ, đẩy ngực lên, đẩy cao cơ ngực lên, hai cùi chỏ kéo nhẹ ra phía sau, cái bụng mình hót lại, nó sẽ mỏi khớp vai cánh tay một chút trong tư thế này. Giữ và cảm nhận, hít thở sâu, 5 4 3 2 1. Lên lại, tay phải nắm lấy cổ, tay trái kéo hết, nghiêng nhẹ cơ thể mình sang bên phải, giữ lại, 5 4 3 2 1. Đổi bên, tay trái nắm lấy cổ, tay phải kéo, 5 4 3 2 1. Và chậm rãi lên lại, mở rộng hai cái chân ra, rồi hít thở, lưng thẳng, nhúc nhích để làm nóng cơ chân khớp gối của mình. Thở chậm, gập mũi chân, duỗi căng mũi chân, gập mũi chân, duỗi căng mũi chân, gập, duỗi, gập, duỗi, gập, duỗi, gập, duỗi, gập, duỗi, gập, giữ lại đây. Mũi chân mình gập lên, hai tay đan lại, kéo giãn lên cao, giữ, rút bụng, 5, thẳng lưng, rút bụng, mũi chân gập căng cái bắp chân phía sau, kéo giãn cái lườn ra, 4 3 2 1. Xoay người sang phải, mũi chân vẫn dựng, nắm lấy mũi chân kéo về, giữ lại đây, 5, chỉ kéo về thôi, kéo căng cái mũi chân về, giữ hai lần, kéo căng, giữ và ép xuống, giữ nha, 4 3 2 1. Sau đó ép nè, vẫn kéo căng, lúc này ép cơ thể xuống và giữ, càng xuống thì cảm nhận bắp chân của mình, cái bụng nó ép dần xuống đùi, luôn giữ cái chân thẳng, rồi xuống, giữ lại, xuống tốt hơn thì cuộc chỏ mình chạm xuống thảm luôn, 5, hót chặt cái cơ bụng lại, 4 3 2 1. Và chậm rãi lên lại, thả lỏng chân một chút để mình tiếp tục đổi bên. Lúc này tiếp tục dựng mũi chân lên, lần 2 kéo giãn cơ thể mình lên,
dựng mũi chừng, cảm nhận hai bên lườn và bắp tay của mình nó được kéo căng ra hết. Thở sâu, thở chậm, kéo giãn nữa, mũi chân dựng lên, 5. Rút cơ bụng lại, thở sâu, 4. Hãy quan sát và điều chỉnh hơi thở kết hợp với tư thế phù hợp với cơ thể của mình, 4, 3, 2, 1. Và xoay nhẹ cơ thể mình sang bên trái, vẫn dựng mũi chân lên với mũi tay chạm lấy mũi chân, cứ giữ lại đây thở trước. Vì thể loại yoga là vì thể loại bài tập là bài tập nâng cao, nên mọi người cần cố gắng hơn sức chịu đựng của cơ thể một chút để cơ thể mình nó khỏe hơn mỗi ngày nha. Thở chậm, 4, 3, kéo cái mũi chân về, cảm nhận đi, cảm nhận cái chân, 2, 1, rồi lúc này ép nè, vẫn kéo cái mũi chân về và ép nhẹ xuống, ép cho đến khi nào mà cùi chỏ tay nó chạm được xuống sàn, mũi chân vẫn dựng nha, và giữ lại đây, rút bụng lại, 5, hót chặt cơ bụng đau một tí nha, 4, 3, 2, 1, và chậm rãi lên lại. Lúc này niềm cái chân một chút xíu, hơi thở chậm, thở hết hơi ra. Hai tay mình đang lại sau gáy, chân mềm, mở rộng cái cùi chỏ ra, sau đó thở ra nghiêng phải, hạ cho được cái cùi chỏ chạm xuống thảm, nhưng giữ mông đùi bên trái lại, hót cái cơ bụng lại cái, rồi lên, thở ra nghiêng trái, đi chậm nâng kết hợp, rút cái cơ bụng lại, thở nè, nhớ là khi nghiêng á, mình nghiêng xuống á, mình có ý thức là cuộn nè, cuộn cái hông mình, cuộn cái cùi chỏ nó xuống gì nè, đừng có kéo xa. Đó. Cái này là kéo xa nè, còn cái này mình cuộn nè, cuộn nó kéo lườn bên phải và nó trùng cái hông bên trái, nó tác động đến cơ lõi của mình nhiều hơn, nó đánh tan mở hông nhiều hơn đó. Còn mình nghiêng, mà mình nghiêng dài á, thì nó sẽ tác động vào chân của mình, nó không có tác động vào hông. Tư thế này thì muốn tác động vào hông nên mình đi thật là chậm và cảm nhận nha. Rồi tác động vào hông eo, cuộn nè, nghiêng nhưng mà cuộn vào, nó cuộn vào cho cùi chỏ nó sát vào, rút cái cơ bụng lại cái, rồi lên, mở vai, tiếp tục nghiêng và cuộn, cuộn cái cùi chỏ vô chứ không có kéo dài ra, nó cuộn cái cùi chỏ vô, rút bụng, hót, lên, thở chậm, rút bụng lại, cuộn cái cùi chỏ vô, lên, hóc bụng, cuộn cái cùi chỏ, lên, hóc bụng, cuộn, hít vào lên, thở, cuộn, hít vào lên, thở, cuộn, hóc bụng lại 3 lần nữa, lên, thở, cuộn, hóc bụng lên, thở hết hơi ra, cuộn, khi cái cùi chỏ chạm rồi bắt đầu mình hóc chặt cái cơ bụng lại nè, lên, cảm nhận nó tác động rất là mạnh vào hai bên hông lườn của mình á, thở hết hơi ra, cuộn lên, thở, cuộn lên, lần này giữ lại luôn, thở rồi cuộn nè, cuộn cùi chỏ sát vô, giữ là đây, nằm, giữ nghiêng sang bên phải thì giữ mông đùi bên trái lại,
đừng có nhấc cái mông đùi bên trái lên nha, ép nó giữ sát xuống thảm. 4 3 2 hóp bụng lại, 1 và chậm rãi lên lại. Đổi bên, thở hết hơi ra nghiêng sang bên trái xuống chậm nè. Tại sao mình phải xuống chậm? Vì mình trong lúc mình xuống mình rút cái cơ bụng lại, rút chặt cái cơ lõi lại, giữ lại đây 5 thì nó mới vào bụng, vào hông eo của mình nhiều. 4 3 2 1 và chậm rãi lên lại. Lúc này hả, mũi chân duỗi giường dài ra ôm lấy cơ thể, ép sát xuống chân phải. 5 4 3 2 1 Đổi bên, giường ép cơ thể sát xuống, ôm sát vào giữ. 5 4 3 2 1 và chậm rãi lên lại. Co hai chân lại, thả lỏng chân của mình ra, hờ thở chậm, duỗi chân thả lỏng, mềm khớp gối, tiếp tục co, duỗi thả lỏng. Rồi lúc này mình quỳ gối lên, rồi chống cái tay của mình, bắt đầu mình tập chân phải trước nè, duỗi thẳng cái chân phải ra, rồi duỗi thẳng cái tay trái tới phía trước, bắt đầu chân phải tay trái co cù chỏ phải chạm tay trái, rút chặt cái cơ bụng lại, cố gắng rút cái chân sát vào, hít vào lên, duỗi tay chân nâng cao, kéo giãn, thở ra co rút lại, hít vào lên, kéo giãn nâng cao, thở ra co rút, hít vào kéo giãn nâng cao, thở ra co rút, hít vào. 3 lần nữa, thở ra, rút gối càng cao càng tốt, hít vào, thở ra, hít vào. Lần này giữ lại, thở ra giữ lâu. 5 4 3 2 1 Hít vào nâng cao tay chân giữ lâu. 5 4 3 2 1 Hạ tay trái xuống co chân phải lên, nhúc nhích chỉnh nè, bắt đầu nè, hạ cái gối phải xuống, mở cái chân phải ngang, hạ cái gối phải xuống, móc chân lên, rồi 10 lần như vậy. Bắt đầu hạ gối phải, mở, hạ, móc lên, à, đi chậm, hạ gối, mở, hạ, móc lên, hạ, mở, hít thở sâu chậm đi, càng chậm càng tốt, siết chặt cái cơ bụng của mình lại khi di chuyển chân, thở chậm, thở sâu, siết cơ bụng lại. Ba,
Một, lần này mình giữ lại nè, mở giữ nè. Năm, xích cơ bụng lại. Bốn, ba, xích cơ bụng. Hai, một, hạ xuống. Rút bụng nha, có đau mỏi cơ mông một tí, cố gắng móc lên nè. Giữ lại đây, nằm, ngước cằm lên. Bốn, ba, hai, một. Tay trái nắm lấy chân phải, bung lên và giữ. Năm, bốn, ba, hai, một. Sau đó thở ra hạ xuống, mông ngồi về gót chân, thở chậm đều. Và tiếp tục đổi chân, xoay ngang. Bắt đầu chân trái duỗi thẳng, chỉnh tay chân, tay phải kéo cằm, co rút bụng, rút gối. Hít vào, nâng kéo giảm, nâng cao. Thở ra, co rút. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Hai lần nữa, thở ra, hít vào, thở ra và giữ lại đây. Năm, bốn, ba, hai, một. Lên duỗi căng giữ lại đây. Rút bụng. Năm, bốn, ba, hai, một. Hạ tay xuống giữ chân, chỉnh tay chân lại thoải mái. Hít thở chậm nè. Bắt đầu hạ cái gối xuống, mở cái chân nha. Hạ cái gối, móc chân lên. Đi thật chậm, hạ gối. Mở ngang càng cao càng tốt. Hạ gối, móc chân lên. Rút bụng lại, rút chặt cái cơ bụng mình lại. Thả lỏng lực tay vai ra. Tập trung vào mông và rút cơ bụng. Siết mông lại. Lên. Hạ 10 lần. Lên. Móc lên cao. Hạ, mở ngang cào. Hạ, móc lên. Hạ, mở cào. Thở chậm. Bốn, ba, siết cơ bụng lại. Hai, một. Rồi lần này giữ lại nè, nhấc lên giữ ra đây. Nằm, mở ngang, siết cơ bụng, siết chặt cơ mông lại. Bốn, ba, hai, một. Thở ra hạ xuống, nhấc chân lên giữ. Năm, xích cơ mông, rút chặt cơ bụng lại. Bốn, ba, hai, một. Tay phải nắm lấy chân kéo lên.
nằm giữ thăng bằng, kẻo chân bung chân cào. 4. Ba, hai, một, và chậm rãi thở ra. Mông ngồi xuống, gót chân kéo giãn vai tai, thở hết hơi ra. Và chậm rãi lên lại. Bước cái chân phải tới phía trước, thả lỏng tay vai, chỉnh khung chân của mình. Thở ra hạ xuống, kéo tay lên cao, thả lỏng cơ đùi. Hít vào thẳng lên, mềm tay hạ xuống. Thở ra, hít vào, thở ra, cảm nhận cơ đùi của mình đi. Lên lại, thở ra, lần này giữ lại, lên lại, thở ra giữ lâu, thả lỏng cơ đùi giữ. 5 4 3 2 1, hạ tay xuống, bắt chéo chân phải ngang, mở vai ưỡn ngực, rướn lưng tới phía trước giữ lại, chỉnh hông chân mình làm sao mà ấp cái hông trái xuống rướn nè, mềm mại cơ chân ra để rướn cơ thể là sao, giữ lại. 5 4 3 2 1, vẫn giữ y như vậy, xoay cơ thể mình sang bên trái, co chân trái lên. Rồi, tay trái nắm lấy chân trái, nâng tay phải lên giữ lại đây. 5 4 3 2 1, và chậm rãi thở ra. Lúc này kéo giãn tay mình tới phía trước, người mình sẽ nằm lên bàn chân. Rồi kéo giãn tới phía trước giữ lại đây. 5 4 3 2 1, và chậm rãi lên lại. Ký cái mũi chân trái, móc cái chân phải lên giữ lại đây. Năm, 4 3 2 1, cái chân phải mình đặt trước cái chân trái, bắt chéo qua cái chân trái, rồi đi hai chân về, chân phải bắt chéo qua chân trái, hai tay kéo ra phía sau, ép cơ thể mình xuống chân, hai chân bắt chéo vào nhau giữ lại đây. Ép cho cơ thể mình sát vào chân, chân thẳng, vai cổ rũ ra và ép sát giữ. 5 4 3, hóp bụng, 2 1, và chậm rãi trả về. Lúc này mông ngồi về gót chân, thở hết hơi ra trước khi đổi bên. Và tiếp tục đổi bên. Bước cái chân trái tới phía trước, quỵ gối phải, chỉnh hông chân mình thoải mái.
mềm cơ đùi, thở ra. Tay kéo cào, quan sát cái cơ đùi, điều chỉnh cái cơ đùi của mình. Chân của mình thả lỏng cái chân phải ra, hít vào lên lại. Thở ra. Hít vào lên. Thở ra. Hít vào lên. Thở ra. Hít vào. Thở ra, thả lỏng càng ép thấp càng tốt. Kéo giãn tay lên, cơ đùi thì ép sát xuống. Hai lần nữa, lên. Thở xuống. Lên. Lần này xuống giữ lại, rồi giữ lâu. Năm, bốn, ba, hai, mềm cơ đùi phải hạ thấp, một, và thở ra hạ xuống. Bắt chéo cái chân trái ngang, ép cái hông phải xuống, chỉnh hông tay lưng. Làm sao ấn cái hông phải và hướng cơ thể mình lên, ra phía sau giữ. Rướng giữ. Năm, bốn, ba, hai, một. Chậm rãi xoay cơ thể mình sang bên phải, co chân phải lên, rồi nắm lấy chân phải, luôn ép cái hông phải mình xuống nè, hít thở sâu, nó làm mềm cái hông của mình, rồi giữ lại đây. Năm, bốn, ba, hai, một, và chậm rãi thở ra. Lúc này mình chườn dài tới phía trước, nằm lên cái chân trái nè, kéo giãn hết cơ thể của mình ra, giữ ra đây. Năm, cảm nhận cơ thể đi. Bốn, luôn thở sâu chậm. Ba, hai, và chậm rãi lên lại. Chống tay lên, ký cái mũi chân phải lên, đá cái chân trái cao lên, rồi giữ ra đây. Thở sâu đi. Điều chỉnh hơi thở và tư thế phù hợp với cơ thể của mình. Năm, bốn, ba, hai, một, và chậm rãi thở ra. Bắt chéo cái chân trái qua cái chân phải, hai chân thẳng, rồi ép cơ thể mình ra phía sau, vai cổ rũ. Chân trái mình bắt chéo ép sát vào chân phải, rồi giữ lại đây. Năm, bốn, ba, hai, một, và chậm rãi về lại. Lúc này mình lên tấm ván cao và giữ lại 10 nhịp ở đây. Rút cái cơ bụng lại, chỉnh từ đỉnh đầu xuống gót chân một đường thẳng, cơ bụng rút lại giữ. 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1 Hạ xuống tấm ván thấp, giữ 10 nhịp. Mềm cái lực tay ra, vẫn rút cái cơ bụng. Mông thấp rút bụng, siết cái cơ bụng lại 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Chậm rãi thở ra, hạ xuống. Hạ bụng ngực càm xuống, đưa hơi vào, thở hết hơi ra. Lúc này quạt hai tay chân ra sau, rướn hết cơ thể của mình lên, giữ lại 10 nhịp. Càng cao càng tốt, 10 9 lên cao, 8 7 6 5 4 3 2 1 và chậm rãi thở ra. Lúc này nằm ngửa lại, mềm mại cơ thể của mình ra. Kéo giãn hoàn toàn cơ thể của mình ra. Sau đó mình rút lên tư thế con thiền và giữ lại 10 nhịp nha. Lên, giữ lại đây. Con thiền thấp, vai cổ thả lỏng, siết cơ bụng 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hạ cái tay xuống, vẫn giữ chân của mình nè. Co gối lại, thả lỏng mềm chân một chút. Rồi bắt đầu hai chân mình duỗi thẳng ra, hạ xuống gót chân sát xuống thảm, cách mặt thảm chừng nửa gang tay. Mở, khép 10 nhịp, rút chặt cái cơ bụng lại. Cơ thể mình luôn gập lên nha, không có ngửa ra sao. Đó, gập cao lên, bắt đầu 10 9 Rút chặt cơ bụng dưới, 8 Gót chân sát xuống nhất có thể, 7 Rút chặt cơ bụng dưới, người cuộn lên, 6 5 4 3 2 1 Và thở ra, nằm dài xuống, kéo giãn cơ thể của mình ra. Đưa hơi vào, thở ra, bắt đầu nè. Co, rút hai cái chân lên, duỗi hai cái chân mình sang bên phải, mắt nhìn sang bên trái. Co rút lên, duỗi hai cái chân sang bên trái, mắt nhìn sang bên phải. Đi lưng hồi, bên phải 10 nhịp, bên trái 10 nhịp. 3 4 5 Cuộn cao bụng lên, 6 7 8 9 10 Giữ lại, đang ở bên phải nè,
hai cái chân mình xéo sang bên phải, hai cái tay mình kéo ngược lại sang bên trái, giữ. 5, 4, rút bụng. 3, 2, 1, rút bụng lên đổi bên. Chân đá sang bên trái, kéo cơ thể mình sang bên phải. 5, 4, 3, 2, 1, lên lại. Hạ chân xuống, thở hết hơi ra. Rồi rướng hông lên, rướng lên, hó chặt cái cơ bụng lại. Thở hạ xuống, lên, hó chặt cái cơ bụng. Thở, lên, hó cái cơ bụng. Thở hai lần nữa, lên, rút cái cơ bụng. Thở, lên, rút bụng. Thở, lần này lên giữ, lên rút bụng, giữ là đây nè. Vai cổ thả lỏng. Thở sâu, 4, 3. Siết chặt cái cơ bụng vào. 2, 1. Và chậm rãi thở ra. Ép hai cái gối sang phải, sang trái. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi duỗi chân trái ôm lấy gối phải, ép cho sát vào bụng. 3, 2, 1. Xoắn lưng ép gối phải sang trái, mắt nhìn ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1, trả về. Đổi chân, chân trái. Ba, hai, một. Ép gối trái sang bên phải, mắt nhìn ngược lại giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Và trả về. Kéo giãn cơ thể căng hết và giữ. 5, rút chặt cơ bụng lại. 4, 3, 2, 1. Và lúc này hãy để cho cơ thể mình chìm sâu vào thư giãn cuối buổi. Bài tập của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã tập yoga cùng với Thí. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Và đừng quên tặng Thí một cái like và một lượt đăng ký nếu quý vị nào chưa đăng ký nha. Và lúc này hãy để cho cơ thể mình chìm sâu vào thư giãn từ 3 cho đến 5 phút. Nở một nụ cười thật tươi. Cơ thể đang mềm và tan dần theo hơi thở. Toàn thân nhẹ, nhịp tim ổn định dần. Các khớp và cơ cũng như mềm ra. Và toàn cơ thể đang nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chìm vào thư giãn.